Chào mừng anh em đã quay trở lại với Laptop AZ và mình là Ninh nhé. Và chắc chắn mình phải khẳng định với anh em đó chính là đừng nên mua Legend 2024 vội. Bởi vì sao? Cái mức giá, hay đúng hơn là cái tên thống trị cái phân khúc trung cấp với cái gọi là sự ông hoàng ngáo giá này, chúa tể đắt hàng hay là cái gì gì đấy về cái mức hầu bao trên trời mà anh em phải bỏ ra để có thể mua những cái mẫu Legend 5 của sản phẩm mới ở Lenovo thì anh em đã biết rồi. Nhưng liệu rằng cái sự thay đổi đấy nó có hiện hữu và nó có rõ ràng để khiến chúng ta phải nâng cấp từ cái phiên bản 2023 lên 2024 không? Hay bây giờ với một cái mức giá rất là hời để có thể sở hữu Ryzen 7 hoặc thậm chí là phiên bản Ryzen 9 với cả RTX 4060 thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu trong bài so sánh ngay sau intro. Như thường lệ thì link sản phẩm của hai cái phiên bản 2023 và 2024 mình sẽ để ở dưới phần mô tả, anh em có thể click xuống và tham khảo. Còn quay trở lại về vấn đề của cái bài so sánh ngày hôm nay với Legend 5 2023 và Legend 5 2024. Với một cái mã cũng khá là mới mẻ ở 2023 sẽ là i7000 với phiên bản Intel hoặc là R7000 với cả phiên bản Ryzen. Thì bên Legend 5 2024 sẽ có thêm một chữ P đằng sau tương tự với cái mẫu sản phẩm Slim 5 Gen 8 của 2023 Lenovo đã cho sản xuất. Vậy thì liệu rằng nó có nâng cấp lên cái phân khúc cận cao cấp theo như Slim 5 hay không? Hay là vẫn giữ những cái chi tiết của cái dòng trung cấp ở Legend 5 truyền thống? Và cụ thể thì mình sẽ liệt kê theo hai kiểu, đó chính là điểm giống và điểm được cải thiện ở trên chiếc Legend 5 2024. Đầu tiên nói về cái điểm giống nhau về ngôn ngữ thiết kế, chúng ta có thể thấy rằng hai chiếc máy này cực kỳ đơn giản và để một laptop văn phòng thì phải, nếu mà theo như mình biết, chứ không còn là cái sản phẩm gaming tầm trung cấp của nhà Lenovo nữa. Bởi vì tất cả những cái layout sản phẩm nó đều như vậy, là một cái màu xám quen thuộc với một cái thiết kế bo tròn góc và có những cái đường nét mềm mại và đơn giản, không có một cái tí gì liên quan đến việc cá tính. Tiếp theo đến thì chất liệu Legend 5 của 2023 và 2024 tương tự nhau, toàn bộ lớp khung máy ở dưới cũng sẽ làm bằng chất liệu nhựa dẻo, cho ra một cái độ flex nhất định ở phần giữa khung máy hoặc là ở những cái phần liên quan đến viền màn hình ở cạnh bản lề này, nhưng mà anh em cũng không cần phải quá lo ngại đâu bởi vì nó là dẻo cho nên là cái độ bền bỉ được đảm bảo. Tiếp cái thay đổi thì mình thấy rằng có một chút về cái vấn đề là bản lề của 2023 sẽ là bản lề kép, nó tạo ra một cái cảm giác hơi mỏng manh một tí với một chiếc màn hình 15.6 inch, và sang đến cái phiên bản Legend 2024 với một màn hình là 16 inch rồi sẽ là một cái bản lề đơn kéo dài ở phần khúc giữa này, đem đến một cái cảm giác an toàn hơn và có một cái độ ổn định tốt hơn so với phiên bản bản lề kép của Legend 5 2023. Còn về những cái liên quan đến yếu tố cảm quan đi, để trải nghiệm sử dụng, mình thấy rằng thay đổi một chút về màu sắc của bàn phím trên chiếc Legend 5 2024 này sẽ tạo điểm nhấn hơn và khiến cho cái việc mà chúng ta tập luyện gõ mà không nhìn vào bàn phím nó sẽ tốt hơn, bởi vì cái màu đen ở trên này nó là một cái màu mà thứ nhất là không thể hiện rõ cái sự bám mồ hôi tay ở trên những cái giải sản phẩm hay bàn phím của nhà Lenovo dòng Gaming Legend. Tiếp theo đến thì cái phần khung bàn phím cũng được phủ một cái lớp phủ mới, hình như vẫn là Alondai nhưng mà dày hơn và khiến cho cái cảm giác mồ hôi tay ra nhiều nhưng mình nó không còn dính và dễ lau hơn so với phiên bản 2023. Và cuối cùng đó chính là những cái liên quan đến phần thiết kế ở bên cạnh này, bỏ đi những cái khe tản nhiệt nó bé bé xinh xinh ở đây và đẩy hết ra đằng sau thành một cái cụm tản nhiệt to hơn và nhìn nó hầm hố hơn và nó đem một cái cảm giác nam tính hơn đối với mình nghĩ. Còn về cái cách bố trí cổng kết nối thì cái thiết kế tản nhiệt như thế cũng hợp lý hơn so với phiên bản 2023, nhưng nó chỉ nằm ở phía bên trái của cái phiên bản Legend 2024 thôi, bởi vì khi mà mình mở máy ra mình thấy rằng cái thiết kế về phần cứng bên trong nó khiến cho phía bên phải này các cái cổng kết nối nó bị dồn về cái phần gần tay mình nhiều quá nên các cái thiết bị nhiều lúc sử dụng mình hơi bị vướng. Đấy là cũng là điểm cộng và điểm trừ đều có ở trên 2024 đã được cải thiện hơn so với cả 2023. Vậy thì chốt lại tất cả những cái vấn đề liên quan đến ngôn ngữ thiết kế hay chất liệu thì chúng ta sẽ có một cái gọi là cải thiện một chút. Cái này chắc là nhà Lenovo học tập về bên các anh sản xuất MacBook, mỗi năm thêm một chút vào phần trải nghiệm sử dụng, mỗi năm thêm một tí vào những cái phần viền màn hình để cho nó mỏng hơn, để trải nghiệm sử dụng nó mềm mại hơn, thanh thoát hơn. Nhưng mà mình thấy rằng đây không phải là những cái yếu tố để có thể tạo ra bứt phá mà khiến chúng ta phải nâng cấp lên một cái mẫu máy vào năm mới hơn. Nhưng những cái điểm cụ thể hơn về hiệu năng hay là về khả năng nâng cấp thì tất cả những cái yếu tố liên quan đến phần cứng bên trong máy này thì mình sẽ để vào phần sau đây, đó chính là những cái điểm cải thiện.
Ở hiện tại thì tại laptop AZ chúng ta sẽ tìm được hai phiên bản với Legend của 2023, sẽ là phiên bản Ryzen 7 7735HS hoặc là Ryzen 7 7840HS cùng chạy RTX 4060 với 16GB. Còn với Legend i7000P của 2024 thì chúng ta sẽ có Intel i7-14700X và RTX 4060 hoặc cái phiên bản cao cấp hơn sở hữu RTX 4070 thì anh em đều có thể tìm được trên web rồi. Nhưng khi mà mình test về hiệu năng liên quan đến chỉ riêng CPU thôi thì mình thấy hơi thất vọng một chút, bởi vì chúng mình cũng đã có một bài so sánh với cả Intel Gen 13 rồi, mà khi i7 Gen 13 có một cái tính đa nhiệm kém hơn so với bản Ryzen 7 7840HS ở trên những cái phiên bản AMD thì mình thấy rằng Intel Gen 14 thực sự thì chưa phải là một cái thời điểm tốt để có thể đẩy những cái yếu tố liên quan đến con chip AI ở trên Legend 2024 này lên này, hay là bứt phá hơn ở trong những tựa game eSports, bởi vì tổng kết lại cũng chỉ là làm lại Raptor Lake của Gen 13 mà thôi. Nhưng mà đấy không phải điểm trừ, bởi vì công nghệ mới thì chúng ta được quyền để trải nghiệm mà. Chip AI này, Custom Mode với Extreme Mode này, cùng với đó là đi kèm cái bộ tản nhiệt mới Coolfront 5.0 đã được nâng cấp từ, thực ra là được lôi từ phiên bản Legend Pro 5 hay là Legend 7 và Legend 9 của 2023 đặt vào những cái mẫu trung cấp và phổ thông xuống đây. Và mình phải khẳng định một điều rằng nó làm rất tốt, khắc phục được cái điểm yếu cố hữu của Legend 5, đó chính là nóng lên ở phần không bàn phím này. Cái thứ hai là tiếng quạt cũng được giảm bớt về cái phía người ngồi và cụ thể là những người chơi game chúng mình, và tất cả những cái luồng gió nóng ấy được thổi hết ra đằng sau và không bị ảnh hưởng tới tất cả những cái dây kết nối hay là thiết bị mà anh em đã từng sử dụng như kiểu phiên bản Legend 2023 này. Nhưng mà chỉ một cái là cái dây nguồn thì chắc là họ cũng phải thiết kế có một cái chất liệu nó chịu nhiệt tốt hơn, hoặc là cái dây HDMI cũng làm rất là dày rồi, anh em yên tâm về hai cái cổng kết nối đấy. Còn lại với những vấn đề khác, máy mát, quạt không còn ồn nữa và hiệu năng tản nhiệt cũng rất là tốt luôn. Nhắc đến cái vấn đề liên quan đến trải nghiệm sử dụng về gaming thì chúng ta có Lenovo Vantage có tích hợp AI rồi, có thêm một số những cái tính năng như kiểu Extreme Mode này, điều chỉnh tốc độ quạt đã thông minh hơn, và cuối cùng đó chính là thêm một cái chế độ eSports Mode. Cái này nó hơi cheating một tí cho anh em nào chơi những tựa game bắn súng, ví dụ như kiểu là bắn ốp chẳng hạn, ở trong CS2 thì nó đi kèm thêm một cái tâm ở giữa và có thể điều chỉnh cái dynamic refresh rate của màn hình. Nghĩa là khi anh em chơi những tựa game tốc độ cao như vậy thì màn hình nó sẽ mượt hơn, cái cảm giác mắt của chúng ta nó không bị mỏi nhanh hơn so với những cái phiên bản sử dụng Lenovo Vantage bình thường của 2023. Thì cái này cũng là một cái điểm tốt, nhưng mà tất cả những cái yếu tố này nó đều thua một cái vấn đề, đó chính là tỷ lệ màn hình. Với phiên bản 2024 16 inch tỷ lệ 16:10 nó sẽ hơn rất là nhiều về không gian làm việc. Anh em nào làm văn phòng Excel nhiều hoặc là anh em code thì sẽ thấy cái điều này nó ok so với cả phiên bản 2023 hơn. Tiếp theo đến thì cái độ sáng, độ tương phản nó cũng dịu hơn so với phiên bản của 2023, khiến cho mình làm việc trong văn phòng thời gian dài với điều kiện ánh sáng như thế này, vòng quay các thứ cũng không bị mỏi mắt hơn so với phiên bản 2023 nữa. Còn phổ màu thì tương tự nhau rồi, đều được 100% sRGB, cho nên anh em làm đồ họa có thể yên tâm về vấn đề này. Vậy thì chốt lại vấn đề về việc điểm những cái cải thiện của năm 2024, chúng ta có hiệu năng cũng ok, gọi là tạm được với những cái option cấu hình cao hơn và những cái tính năng mới liên quan đến chỉnh quạt và tản nhiệt. Nhưng về những cái như mình nói ở cái phần điểm giống nhau giữa 2023 và 2024, nó chưa có gì thực sự là đột phá để chúng ta xuống tiền vào cái thời điểm hiện tại. Nhưng mà sau này con Lenovo AI được phát triển hơn từ hãng, hay là Intel Gen 14 được cập nhật driver mới, hay là RTX 4070 được thêm những một số những cái tính năng khác như kiểu là chat with RTX chẳng hạn, mà từ NVIDIA đã nhá từ đầu năm 2024, thì chúng ta nên đợi những cái thời điểm đấy để có thể sở hữu một cái mẫu sản phẩm mới từ nhà Lenovo này hợp lý hơn. Ok, cảm ơn anh em đã xem đến tận đây của video. Nếu anh em thấy video này hay và có ích, hãy để lại một like, một share, một subscribe kênh Laptop AZ. Và mình là Ninh nhé, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.